Nhóm nghiên cứu giúp từ Đại học Dunkey Mỹ và King Sir College London trực thuộc Đại học London, Anh, cảnh báo rằng nếu bạn bắt đầu bước đi một cách lừa đừ chạc, hãy coi chừng. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của Alzheimer và nhóm bệnh mất trí nhớ khác, vốn chưa có thuốc chữa và luôn đứng trong top đầu các nguyên nhân gây chết sớm. Bước đi bộ lừa đừ chạc vào tuổi 45 là một dấu hiệu rất đáng sợ, hãy ảnh minh họa từ Internet. Theo tác giả chính, tiến sĩ Lene Rasmussen Đại học Dunkey, chỉ cần đi bộ lừa đừ hơn những người cùng lứa vào tuổi 70-80, nguy cơ chết sớm đã tăng. Thế nhưng gian nguy hơn, một số người đã bước đi lừa đừ từ tuổi 45 và đó có thể là dấu hiệu mạnh khỏe cho thấy cơ thể bạn đang bị lão hóa sớm, nguy cơ cao phát hành các bệnh mất trí nhớ. Để đi đến thành tựu này, các nhà khoa học đã thu thập ác ôn liệu của 904 tình nguyện viên. Họ được kiểm tra điểm số S, trình độ hiểu ngôn ngữ, trình độ chịu đựng nỗi thất vọng, tài năng vận động và kiểm soát cảm xúc từ lúc 3 tuổi. 42 năm sau, tức khi họ 45 tuổi, các tình nguyện viên được chụp cộng hưởng từ RI và một số kiểm tra khác để tấn công giá bước về não bộ. Cách họ đi bộ trong thời điểm hiện tại được ghi nhận để đối chiếu. Kết quả rất bất ngờ, người đi bộ lừa đừ có khối lượng trung bình của chất xám và chất trắng, độ dày vỏ não, diện tính bề mặt não thấp hơn những người đi bộ với vận tốc nhanh hay bình thường. Các nhà khoa học cũng phát hiện nhiều tổn yêu quý nhỏ tuổi liên quan đến mạch máu trong não ở nhóm đi bộ lừa đừ. Nhìn chung, bộ não họ già cỗi hơn những người đi nhanh. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhóm bệnh mất trí nhớ, trong đó tầm thường nhất là Alzheimer, đang là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ năm thế giới. Trong một số nghiên cứu giúp khác từ Anh, Mỹ, Úc, thậm chí các nhà khoa học đã xếp mất trí nhớ là nguyên nhân tử vong sớm hàng đầu hoặc thứ hai, trong bối cảnh các căn bệnh khác ví dụ như tim mạch được kiểm soát khá tốt tại các nước nhà này, trong khi mất trí nhớ vẫn là bệnh nan y không thuốc chữa.